Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn. Và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong bài mẫu câu gọi điện thoại tiếng Trung. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài học này hôm nay nhé. 我给您回电话, tôi sẽ gọi điện lại cho ông. 我有急事要找赵先生。我有急事, tôi có việc gấp. 急事 là việc gấp. 要找赵先生, muốn cần tìm hoặc là muốn tìm ông Triệu. 有关明天开会的事, 给您打电话. 有关明天开会的事, 给您打电话. 有关 là liên quan tới, 明天开会的事, liên quan đến việc, liên quan đến buổi họp của ngày mai. Kể nín tả điện thoại nên gọi điện cho ông. Tôi gọi điện thoại cho ông liên quan tới nói chuyện, liên quan tới buổi họp ngày mai. Yêu quan mình thiên tờ sự, mình thiên khai hội tờ sự, kể nín tả điện thoại. Mấy yêu, nì mấy yêu cháu, nì mấy yêu cháu xính mộ. Mấy yêu, nì mấy yêu cháu xính mộ. Mấy yêu, không, nì mấy yêu cháu xính mộ. Đây có nghĩa là cậu không làm tôi thức giấc đâu, cậu không có làm ảnh hưởng đến tôi. 我有急事要找赵先生, tôi có việc gấp cần tìm ông Triệu. 有关明天开会的事给您打电话, tôi gọi điện cho ông để nói về việc buổi họp của ngày mai. 真对不起这么晚了还给您打电话. 真对不起这么晚了还给您打电话. 真对不起, thành thật rất là xin lỗi. 这么晚了, muộn thế này mà. Còn 还给您打电话, vẫn còn gọi điện cho ngài. 我希望我没打扰您. 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 打扰 có nghĩa là làm phiền. Tôi hy vọng tôi không làm phiền tới ông. 但愿没吵醒您. 但愿没吵醒您. 但愿, 愿 ở đây có nghĩa là希望 hoặc là 但愿 là mong rằng, không làm ông mất giấc, không làm không làm khi mà người ta đang ngủ thì làm cho người ta tỉnh lại, không đánh thức người ta. 但愿没吵醒您, mong là không làm ông mất giấc. 可以请用吧，可以请用吧，可以请用吧。可以 là được, không vấn đề. 请用吧, anh gọi đi hoặc là hãy sử dụng đi. Mời anh sử dụng, mời anh dùng. 我想找王先生, 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 tôi muốn tìm ông Vương. 小明在吗, 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 Minh có ở đó không? 请问, 请问是财务科吗? 请问是财务科吗? 财务科 có nghĩa là phòng tài vụ. Xin hỏi đây có phải là phòng tài vụ không? 请问是财务科吗? 请问是李医生的办公室吗? 请问是李医生的办公室吗? 请问 xin hỏi, 李医生 là bác sĩ Lý, 办公室 là văn phòng. Xin hỏi đây có phải là văn phòng của bác sĩ Lý không? 请问是李先生的办公室吗? 我能借用一下您的电话吗? 我能借用一下您的电话吗? 借用 là mượn, tôi có thể mượn điện thoại của bạn một chút được không? 我能借用一下您的电话吗? 我是王兰, 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 tôi là Vương Lan. 喂,是红英吗? 喂,是红英吗? 喂, alo, 是红英吗? Có phải là Hồng Anh không? 喂,请问是赵先生吗? 请问 是 Zhao xian sheng ma? Alo, có xin hỏi đây có phải là ông Triệu không? Wei, qing wen shi Zhao xian sheng ma? Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook và kênh YouTube Học Tiếng Trung với Thầy Phạm Dũng Châu nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các chương trình lần sau. Chào tạm biệt.